năm 2020, con biết đến chùa Khai Nguyên nhờ một người bạn giới thiệu. Con cũng đã lên dự Pháp hội Trung Phong 2 lần, Pháp hội Địa Tạng 3 lần hay 8 lần này, hay 3 lần, 3 lần. Và một lần con có lên đại tượng thỉnh một miếng ngọc treo ở trên nhà. Một hôm con gái của con đi xem ở đâu một hôm con gái của con đi xem thầy Đồng ở dưới Nam Định. Kể tỉ mỉ thế. Đi xem thầy Đồng ở dưới Nam Định, thầy Đồng bảo là nhà con có Phật ngự cho nên thầy không xem được. Như thế là như thế nào hả thầy? Cái này tôi cũng không biết luôn. Biết kiểu này thì thầy cũng không biết luôn. Thế nào là Phật ngự? Có thể gia đình thờ Phật không? Hay là như thế nào? Đây còn tí nữa này. Cách đây khoảng 7-8 tháng, tức là rơi vào năm 20 bao nhiêu? 21 à? Con gái của con lại đi xem thầy Đồng ở dưới Hải Phòng. Thầy ấy nói rằng nhà con được Phật độ cho rất là nhiều. Vừa qua con nhà con đáng nhẽ bị một kiếp nạn, có thể phải mất mạng, nhưng vì được Phật độ cho nên đã được tai qua nạn khỏi. Và bà Đồng nói rằng Phật ngự ở trước cửa nhà con, luôn luôn hộ mệnh cho gì cho con. Hiểu rồi, như thế là hiểu rồi. Câu cuối là gì? Xin thầy từ bi hoan hỷ chỉ dạy cho Phật ấy, có phải là Phật mà con thỉnh ở trên chùa về treo ở trước cửa ra vào không? Cái này thầy cũng không hiểu, thầy cũng không biết là có phải thật hay không. Nhưng mà xin thưa các quý vị, các cụ ngày xưa nói là gì? Có thờ, có thiêng, có kiêng, có lành. Chúng ta nhất tâm để hướng về Tam Bảo, hướng về chư Phật Bồ Tát thì sẽ được các ngài gia trì và cứu độ cho, giúp đỡ cho. Đó. Qua câu hỏi của Phật tử này nó cũng hơi khó hiểu một chút, nhưng thầy hiểu là, theo ý thầy hiểu là đại khái chắc là nói rằng năm 2020 con lên chùa theo Pháp hội và Trung Phong của Pháp hội Địa Tạng, có thỉnh một cái miếng ngọc treo ở trước cửa, cái miếng ngọc bụi bị treo trước cửa ra vào đó. À, thì chắc là vừa qua con gái đi xem ở Nam Định, xem ở Hải Phòng, thì bảo là được Phật độ cho. Đặc biệt là bà thầy ở dưới Hải Phòng, bà nói là gì, đáng lẽ thì vừa qua có cái hạn, đáng lẽ ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng mà do gì, do được Phật độ cho nên được thoát khỏi những tai nạn đấy. Mà Phật thường là gì? Thường ở ngay trước cửa ra vào của nhà mình. Thì thầy nghĩ rằng cũng có thể. Chúng ta thấy cái này thì cũng có nhiều người đến nói với thầy rồi. Nhiều người đến nói cái chuyện đó cũng kiểu linh ứng tương tự, nó kiểu như thế. Có người đi xe ô tô, treo cái miếng ngọc lên xe ô tô. Miếng ngọc mà thầy có khắc cái chữ xuất nhập bình an đó. Một mặt thì là hình ảnh của Đức Phật Thích Ca hoặc là Bồ Tát Quan Âm, Đức Phật Di Lặc vân vân đó. Có những trường hợp mà tai nạn là lật xe mấy vòng, nát bét xe, nhưng một người không sao. Không sao một tí nào, không chảy xước một tí nào. Xong rồi ra là vẫn bình thường, mà họ bảo là mọi người nhìn thấy mà họ lạ. Cái vụ tai nạn hy hữu mà xe nát bét mà người không có ảnh hưởng gì,
Lại năm ngoái năm kia thì đã có trường hợp Hà Đông đến nói với thầy này, nằm mơ thấy trước là mình đi xe máy bị cái ô tô nó đâm vào. Quả thật đến đúng chỗ đó ô tô nó mất lái nó đâm vào, nhưng mà không hiểu làm sao lúc đó xe máy nó đâm vào cả người cả xe máy bay xuống dưới ruộng. Nhưng mà bay xuống dưới ruộng cái thì cái người đó vẫn cầm lái xe máy bình thường mà xe không đổ không chảy xước một tí nào mà nằm mơ thấy đúng như thế, mà mơ thấy thì được Đức Quan Âm Bồ Tát thì độ cho. Và khi đó vị đấy lên nói chuyện với thầy, nói là với thầy: thầy ơi, có phải là cái miếng ngọc bội của Quan Âm con đeo ở trên người này độ con không thầy? Thầy cười, thầy bảo phải hay không thì tự Phật tử chiêm nghiệm đấy, thầy cũng không thể phán là phải, không thể phán là không phải được, tùy duyên, hiểu thế nào thì tùy. Miễn là gì, ngày hôm nay Phật tử vẫn lên chùa lễ Phật được đây, và trong cái hoạn nạn như thế mà không bị chảy xước một chút da, không phải mất một chút máu nào, thế là tốt rồi. Cái xe nó mất lái nó đâm bay xuống ruộng mà vẫn ngồi trên xe máy, vẫn nổ máy xình xịch, ngồi xuống cái ruộng, mấy cái ruộng này nó ướt, cho nên cái bánh nó thì nó xoạc xuống đến ngập đến nửa bánh. Mà xe máy thì cắm xuống ruộng như vậy mà người vẫn cứ máy vẫn nổ xình xịch, vẫn ngồi cầm hai xe máy thế này. Không nhiều những câu chuyện hay lắm. Phật pháp vi diệu lắm các quý vị. Cho nên thầy ấy khuyên các Phật tử chúng ta đi đường ấy, trước khi lên lái xe là lên ngồi trên xe máy này, nên đọc cái bài kệ này. Đọc cái bài kệ á: Tịnh pháp giới chân ngôn, án lam, án lam, án lam. Văn thủ thân chân ngôn, án sĩ lâm bộ lâm, án sĩ lâm bộ lâm, án sĩ lâm bộ lâm. Hai câu thần chú ấy, mỗi câu ba lần. Và khi mình đọc chú là gì? Mình quán tưởng là cái vòng tròn gì bao quanh cả cái chiếc xe của mình, ô tô cũng thế mà xe máy cũng thế, bao quanh chiếc xe của mình. Tịnh pháp giới chân ngôn là gì? Là chúng ta đọc câu thần chú đó lên thì chung quanh chúng ta được thanh tịnh. Văn thủ chân ngôn là gì? Là chúng ta cầu nguyện chư Phật Bồ Tát, đặc biệt là Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi này thì độ cho chúng ta được bình an, được may mắn, được gặp nhiều sự cát tường như ý, vân 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 vân. Mỗi khi chúng ta thì cầm xe hoặc là cầm lái, cầm tay lái thì đi trên đường tham gia giao thông vân vân, rất là tốt. Chúng ta vừa chú tâm vừa có niềm tin vào đó, chúng ta đi trên đoạn đường thì chúng ta thấy an tâm hơn. Con Phật tử hỏi: Nam Mô A Di Đà Phật, con là một Phật tử ở Hà Nội, kính mong thầy hoan hỷ giải đáp cho con một số thắc mắc sau ạ. Một, hôm qua con có nghe thầy trả lời vấn đáp có nhắc đến khái niệm nghiệp và nhân quả. Con đã nghe một số thầy giảng nhưng vẫn không phân biệt được hai khái niệm trên. Vậy con hỏi thế nào là nghiệp, thế nào là nhân quả, hai cái khác nhau chỗ nào ạ? Một Phật tử đưa ra câu hỏi thế nào là nghiệp và thế nào là nhân quả. Chúng ta biết nghiệp đó, là nó chỉ chung cho tất cả các tạo tác của chúng ta, từ ba nghiệp này: thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp. Thân nghiệp như là Đức Phật nói này, ví dụ trong thập thiện nghiệp đạo thì Đức Phật nói là thân nghiệp thì có gì? Có sát sinh, có trộm cắp, có tà dâm đối với các Phật tử tại gia chúng ta. Khẩu nghiệp thì có bốn, đó là vọng ngôn, ý ngữ, lưỡng thiệt và ác khẩu. Còn ý nghiệp á thì có ba, đó là tham lam, sân hận và ngu si hay là si mê. Đấy là nói là gì? Nói về ba nghiệp thân khẩu ý thì gồm có những gì? Những nghiệp đại khái nói về thập thiện thì có như vậy, mà còn nói về gì? Nói theo duy thức ấy, thì nó còn rộng hơn nhiều, mà nói theo gì? Vượt ra ngoài pháp số thì có đến gì? Vô lượng vô biên. Nhưng tóm lại, nghiệp là chỉ chung cho gì? Những suy nghĩ, tức là về ý thức, tư duy, hành động là về thân nghiệp. Còn nói năng là về khẩu nghiệp. Nghiệp nó có thông qua
ba phần như vậy là thân, khẩu và ý. Đó. Nghiệp này thì tùy theo, có thể là thiện nghiệp hoặc có thể là gì, ác nghiệp. Mà thiện nghiệp đó thì đấy là tức là nhân gì ạ, nhân thiện thì chắc chắn sẽ được hưởng quả báo tốt. Còn ác nghiệp đó thì đó là trồng cái nhân xấu, gieo xuống cái thửa ruộng mình cái hạt giống xấu, cỏ dại vân vân, thì chắc chắn sẽ phải thọ cái quả báo này, quả báo xấu rồi. Đó, cho nên khi nói về nghiệp thì chúng ta phải hiểu rằng nghiệp đó gồm có thiện và có ác. Thông qua ba nghiệp thân, khẩu và ý của chúng ta. Đó. Còn nhân quả là chỉ cho gì? Cũng chỉ cho cái hành động và tạo tác của chúng ta thông qua ba nghiệp thân, khẩu, ý. Các cụ ngày xưa nói, Phật dạy và các cụ dẫn là ở trong kinh gì? Trùng đậu đắc đậu, trùng qua đắc qua. Tức là trồng dưa thì được dưa, mà trồng đậu thì được đậu. Đó. Mình nói nôm na là gì? Mình trồng xuống cái thửa ruộng của mình á, cái hạt giống là gì? Là hạt dưa, thì chắc chắn nó sẽ cho gì? Mọc cây dưa và sẽ cho quả dưa. Trồng đậu thì sẽ cho gì? Sẽ cho củ đậu và quả đậu, hạt đậu vân vân. Còn mình trồng xuống cái thửa ruộng của mình á, cái hạt cỏ dại, thì đương nhiên nó sẽ cho gì? Cho cây, cho hạt cỏ dại. Đấy chính là gì? Nhân quả. Gieo nhân nào gặt quả đó. Làm ác thì phải thọ quả báo xấu, làm thiện thì sẽ được cái quả báo gì tốt, an vui hạnh phúc, thọ mạng vân vân. Như là ví dụ như nghiệp không sát sinh mà phóng sinh thì Đức Phật nói vậy, thì thường không bệnh tật mà kéo dài thọ mạng. Ví dụ như bố thí thuốc, như là người bác sĩ mà hay đi cứu người, cứu người vô tư, cứu người bằng cái tâm của mình, chứ không phải vì tiền tài của cải vật chất danh vọng tiếng khen vân vân đó, mà bằng cái tâm này đi cứu người, thì Đức Phật nói những người đó đời đời sinh ra thường là gì, thân không bệnh khổ, sinh vào nhà tôn quý, được hưởng là trường thọ lâu dài vân vân. Hay là như trong kinh phân biệt công đức, Đức Phật nói người nào mà hay cúng hoa tươi, tức là hay dâng hoa tươi thì cũng Phật đó, thì đời đời sinh ra được thân tướng thì trang nghiêm đẹp đẽ, mọi người ưa nhìn dễ coi. À, nếu mà người mà luôn dùng cái tiếng này, cái tiếng từ bi hỷ xả từ ở trong tâm, cũng như cái tiếng nói gọi là hòa nhã ái kính đối với mọi người, tán dương khen ngợi những điều hay lẽ phải, thì người đó sinh ra đời đời được mọi người cung kính tôn trọng và ngợi khen kính nể vân vân. Đó, đấy là gì? Cái nhân quả vậy. Ngược lại với những việc đó, tức là gì? Nếu gieo nhân xấu nhân ác, nếu mà đi trộm cắp thì sẽ bị gì? Pháp luật trừng trị và tù đày vân vân. Đó, giữa nghiệp và nhân quả mình thấy thì đọc cái thì chúng ta thấy là về cái kết quả thì chúng ta thấy cũng giống giống nhau, nhưng mà Đức Phật đã phân ra như vậy để cho chúng ta học tập và quán tưởng, tư duy, suy nghĩ, quán chiếu và tu tập cho nó rõ ràng hơn. Các vị có thể về xem thêm ở trong quyển từ điển Phật học thế nào là nghiệp, thế nào là nhân quả, hoặc xem ở trong quyển Phật học phổ thông của cố trưởng lão hòa thượng Thích Tiền Hoa, trong cuộc Phật học phổ thông có giải thích rõ thế nào là nghiệp, thế nào là nhân quả rất rõ ở trong đó. Vì thời gian nó có hạn cho nên thầy cũng không thể giải thích hết một câu hỏi cho nó sâu được. Các vị hoan hỉ. Vị này hỏi ý thứ hai: giả sử một người niệm Phật nhiều năm cầu sinh cực lạc, nhưng cần tử nghiệp đến, thần thức bị đọa làm súc sinh. Vậy làm thế nào để thần thức người này vẫn vãng sinh được? Con xin tri ân công đức của Thầy. Nam Mô A Di Đà Phật. Người niệm Phật nhiều năm, cầu sinh cực lạc, nhưng cần tử nghiệp đến, thần thức bị đọa làm súc sinh.
Vậy phải làm thế nào để cho thần thức của người đó được vãng sinh? Đây là một câu hỏi cũng khá là khó, có thể nói là rất là khó. Làm thế nào? Chúng ta thấy khi còn sống, họ niệm Phật cả đời, niệm nhiều năm, cầu sinh Tây Phương Cực Lạc, mà không sinh được mà cần từ nghiệp đến mà đọa làm vào súc sinh, thì đương nhiên chúng ta phải hiểu rằng cái trường hợp niệm Phật nhiều năm cầu sinh cực lạc này, nhưng tới khi cần từ nghiệp đến, tức là sắp sửa chết, nằm ốm trên giường bệnh đó, niệm thế nào mà cả cuộc đời niệm Phật, bao nhiêu năm niệm Phật cầu sinh cực lạc, mà đến khi cần từ nghiệp đến mà Phật không hiện ra, mà lại cảnh giới thì súc sinh hiện ra, chúng ta phải xem xét người đó niệm Phật nhiều năm đã đúng hay chưa, đã chuẩn hay chưa, hay là chỉ niệm Phật gì khơi khơi ở đầu môi chóp lưỡi bên ngoài, hay là niệm Phật đi vào thì lạc vào con đường tà. Chúng ta biết không phải là cứ niệm Phật là đi theo chính đạo đâu nhé. Nhiều người niệm Phật nhưng mà lạc vào tà đạo, lạc vào mê cung tà đạo. Cho nên người đó khi cần từ nghiệp đến, cảnh giới Tây Phương Cực Lạc không hiện ra, mà cảnh giới ba đường ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh gì hiện ra. Trường hợp này khi mà cảnh giới súc sinh hiện ra đối với những người niệm Phật như thế, chúng ta rất khó có thể kéo họ quay đầu trở lại, vì chúng ta biết đấy là cái nghiệp của họ rồi. Cái cần từ nghiệp nó rất là mạnh. Trong kinh Đức Phật nói này, Ngài có thể vào trong A Tỳ địa ngục để thuyết pháp giáo hóa cứu độ chúng sinh hết tội khổ hoặc đang chịu tội khổ ở trong địa ngục, giác ngộ và được thoát khỏi A Tỳ địa ngục. Nhưng những chúng sinh mà cần từ nghiệp đến, họ quyết định đi đầu thai hoặc đi về một quyết định nghiệp nó đã đến, đi vào con đường nào đó như địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Đức Phật cũng không thể dùng thần thông để kéo họ quay trở lại được. Cho nên đây Phật tự hỏi là người niệm Phật hồi hướng cầu sinh cực lạc, nhưng khi cần từ nghiệp đến mà bị đọa vào trong súc sinh thì làm cách nào để lôi họ ra? Khó vô cùng các quý vị. Nếu mà bảo kéo họ vào ngay luôn đó thì khó vô cùng các quý vị. Chúng ta bắc thang lên trời khó nhưng bắc thang có thể được. Nhưng mà bảo kéo cái người cần từ nghiệp đến mà đọa vào súc sinh, mà kéo họ quay lại để vãng sinh Tây Phương Cực Lạc còn khó hơn gấp bội lần như thế các quý vị. Các quý vị cứ nghĩ mà xem, trong một thời gian qua cũng có khá nhiều người niệm Phật, kể cả tăng ni, chứ đừng nói là mình Phật tử không. Lúc đầu thì cũng dẫn lời kinh ý tổ để giảng giải cho các Phật tử tu tập niệm Phật tinh tiến để cầu sinh cực lạc. Nhưng mà một thời gian sau thì mới thấy rằng chính họ đang đi lầm đường lạc lối. Họ hiểu lầm về pháp môn niệm Phật của Đức Phật dạy và chư tổ đã truyền. Ví dụ như là mấy năm trước chúng ta thấy có cái niệm Phật bất niệm tự niệm đó, đúng không? Đạo tràng chúng ta thầy nói đi nói lại mấy lần rồi. Lúc đầu bảo là sai, nhưng một số các Phật tử trong đạo tràng chúng ta bỏ thầy bỏ tổ đi thì chạy theo. Thầy bảo là sai nhưng các Phật tử đâu có nghe, vì lúc đó thầy nói là họ làm như vậy là sai. Nhưng một số các Phật tử đó lại nói gì? Thầy nhỏ nhen, thầy hẹp hòi, thầy ích kỷ, thầy chỉ muốn là chúng con đến với thầy thôi chứ không muốn chúng con đi cầu học với các quý thầy khác. Không phải thầy nhỏ nhen, các vị thấy thầy có cấm các Phật tử bao giờ đâu, nhưng thầy chỉ muốn chúng ta đi làm sao đó cho đúng con đường mà lời Phật ý tổ đã trình bày, đã diễn giảng. Nhưng lúc đó thì mọi người bảo là thầy nhỏ nhen, nhưng 2-3 năm sau nó vỡ lở ra, mọi người mới thấy là gì, lời thầy nói hoàn toàn đúng đắn. Mà hòa thượng Tịnh Không là ân sư về Tịnh Độ Tông của đạo tràng chúng ta, pháp năm 2018-19 gì đó, cùng cô cũng phải xác nhận là gì, là cái phương pháp bất niệm tự niệm ấy là sai pháp.
Rồi Pháp Sư Ngộ Thông là đệ tử Hòa Thượng Tịnh Không ấy, cụ cũng thì cũng lên giảng và cũng nói đi nói lại khá nhiều lần về cái pháp tu niệm Phật bất niệm tưởng niệm ấy là gì? Là sai pháp. Đó, cho nên chúng ta thấy, mà gần đây thì lại có một vài vị cư sĩ ở nước ngoài, hình như là cũng ở Mỹ thì phải, họ cũng lên trên room họ giảng, họ cũng khuyên các Phật tử niệm Phật. Tôi cũng xem qua, cái vị này xưng là cái cư sĩ cái gì Vân, cái gì Vân Vân gì đó, tên là Vân, tôi không nhớ rõ lắm, tôi chỉ xem một chút thôi. Nếu tôi xem một chút khoảng độ 5-10 phút, tôi phát hiện ra là trường hợp này cũng tương tự như trường hợp bất niệm tưởng niệm trước đây, mà thậm chí còn tệ hơn nữa. Đó là trường hợp này là còn gì? Còn đi xem về vận hạn người này, người nọ, người kia, rồi bảo là cúng để thế này, thế nọ, thế kia. Nó giống như cái trường hợp mà Trần Tâm ấy. Nó tệ kiểu như thế. Nó cũng kiểu như là Thanh Hải Vô Thượng Sư. Nhưng mà bây giờ họ để ở trong cái giai đoạn này, nó chưa bộc lộ hết ra mà thôi, nó đang cứ thế là dạy, là cứ một lòng niệm Phật, nhất tâm niệm Phật, thậm chí là khuyên các Phật tử là không đi chùa nữa, không tụng kinh nữa, không nghe pháp nữa, chỉ một câu A Di Đà Phật để cầu sinh cực lạc thôi. Chúng ta nghĩ xem, không đi chùa, không tụng kinh, không nghe pháp, chỉ cần một câu Nam Mô A Di Đà Phật hoặc A Di Đà Phật để cầu sinh cực lạc. Không đi chùa, không nghe pháp, không tụng kinh, tức là gì? Chúng ta muốn rời khỏi Tam Bảo, đúng không? Tam Bảo thì gồm có ba ngôi là gì? Phật, Pháp và Tăng. Thì bây giờ pháp không nghe, không tụng kinh, không nghe pháp, tức là rời khỏi ngôi gì? Ngôi Pháp Bảo. Không đi chùa, tức là không gần gũi chư Tăng, tức là rời khỏi, xa lánh ngôi Tăng Bảo. Và chỉ có một câu A Di Đà Phật để cầu sinh cực lạc. Chúng ta nghĩ xem, mọi người cứ nghĩ là họ tu tinh tấn lắm, một ngày mấy thời niệm Phật, và như vậy là chúng ta nghĩ rằng đấy là họ tinh tấn, họ niệm Phật một ngày mấy thời, mỗi thời mấy tiếng đồng hồ. Các sư bây giờ thì ngày được hai thời tụng kinh, có người còn chẳng được thời tụng kinh nào, bận công việc Phật sự vân vân, ABC này nọ. Đúng, ngay cả thầy bây giờ có những ngày có khi vài ngày không được thời tụng kinh nào vì công việc Phật sự quá nhiều. Vì sao mà công việc Phật sự quá nhiều? Vì đi làm công việc của giáo hội, rồi các công việc của chùa. Có làm công việc của giáo hội thì mới duy trì được mạnh mạch của Phật Pháp. Không có các tôn giáo khác thì nó chèn vào gì? Một lúc nào đó là chùa chiền chúng ta cũng bị đốt phá. Tăng ni thì bị bắt hoàn tục, bị đuổi về quê. Phật tử chúng ta còn chỗ để mà nương không? Còn chùa để mà đến, mà lễ mà lạy đó, còn chỗ để mà tu không? Không còn nữa. Đó, chúng ta phải hiểu cái điều sâu xa cái việc đó. Cho nên nữa, trong nhà Phật chúng ta, Phật giáo á, Bắc Tông Đại Thừa chúng ta mới có gì? Mới có các vị Bồ Tát thực hành Bồ Tát Đạo là như thế. Mà hành hành Bồ Tát là gì? Là tổn mình để lợi người. Mình sẵn sàng chịu hy sinh, chịu mất mát để giúp đỡ mọi người, giúp đỡ chúng sinh, giúp đỡ cho đại chúng, vân vân. Có cái chỗ để nương tựa, để học tập, để tu hành, vân vân. Cho nên chúng ta mới thấy để có những vị là nghịch hành Bồ Tát, có những vị thuần hành Bồ Tát là như thế. Chứ không phải là một ngày sáu thời lên chùa mới là người tu hành chân chính. Chúng ta thấy Tế Công Hòa Thượng kinh ngày cũng chẳng tụng, thiền ngày cũng chẳng ngồi, nhưng mà ngài vẫn cứu độ được vô số thì những chúng sinh. Vì sao? Vì ngài đã chứng đắc thánh quả La Hán rồi. Ngài chính là gì? Là hậu thân của Hàng Long La Hán, tức là một trong gì? Thập Bát La Hán đó các quý vị. Đó, nhìn thấy ngài cứ điên điên khùng khùng như vậy thôi, nhưng mà cứu độ được không biết bao nhiêu những chúng sinh đau khổ, bệnh tật, ốm đau, ma quỷ nhập thân, vân vân, đủ các thứ hết.
Cho nên bây giờ chúng ta đừng có vội vàng. Nghe thấy một số người họ bảo là họ tu tinh tấn lắm, ngày niệm Phật mấy thời, mỗi thời mấy tiếng đồng hồ, mà họ đi phản bác á, chư tôn Túc Mười Phương và các đạo tràng Phật tử khác vân vân, thì những trường hợp như vậy không sớm thì muộn nó cũng lộ hết cái đuôi ra thôi. Vì chúng ta biết là có những trường hợp tự họ không muốn hủy Phật giáo, không muốn làm như thế, nhưng mà họ bị ma dựa. Chúng ta biết thế nào là bị ma dựa không? Tức là bị thiên ma hoặc bị quỷ thần ma nó ám nhập vào cái thân thể của người đó, nó điều khiển những tư duy, những lời nói và những hành động của người đó, mà người đó cũng không biết là mình đang làm sai, cứ nghĩ rằng mình làm như vậy là mình đang hộ trì Phật Pháp, mình làm như vậy là mình đang xiển dương Phật Pháp, mình làm như vậy là mình đang hoằng truyền Phật Pháp, vân vân. Nhưng thực tế đang làm chia rẽ Phật giáo chúng ta. Các Phật tử chúng ta phải tinh thì mới hiểu rõ điều này. Thế chúng ta biết là có ai bảo đi quy y nhị bảo bao giờ không? Đi quy y nhất bảo bao giờ không? Mà quy y tam bảo. Vì tam bảo trong kinh Đức Phật nói nó như cái đỉnh ba chân, thiếu một chẳng thể được. Cái đỉnh ba chân cưa một chân thì đổ ngay. Ví dụ chỉ có Phật Pháp còn bỏ tăng đi là đổ. Thì bây giờ họ bảo là chủ trương là gì? Không đến đến chùa và không gì? Không nghe Pháp. Vậy là bỏ đi cả hai bảo cơ. Bỏ đi cả chân gì? Pháp bảo, bỏ đi cả chân tăng bảo. Nguy hiểm vô cùng các quý vị. Đây chính là gì? Là ma. Là thiên ma, là quỷ thần ma. Ám nhập vào một số những vị, thậm chí là tăng ni và cư sĩ để bên ngoài thì nói là xỉn dương chính Pháp. Nhưng bên trong thì thực sự là gì? Đang chia rẽ và hủy hoại giáo lý của Đức Phật Thích Ca chúng ta, hủy hoại Phật giáo chúng ta. Cho nên chúng ta cũng phải cẩn thận và phải nghe, là phải biết tư duy, phải biết quán chiếu cái đúng cái sai. Nếu chưa hiểu, chưa biết được tận cùng đến nơi đến chốn phải đi thưa hỏi các bậc tôn túc này như thế. Cho nên ngày xưa các cụ người ta mới nói thân cận nó bậc hiền, bậc tài, như là gì? Đi ở trong sương sớm á, tuy không ướt nhưng mà cũng làm chúng ta được mát. Giống như người vào trong gì? Vào trong rừng cỏ lan, cỏ chi á, tuy không ngắt gì? Ngắt bông lan, cỏ chi, nhưng mà thân thể cũng ta chúng gì? Cũng được đượm mùi thơm vậy. Đó. Cho nên gần gũi chư tăng, gần gũi các bậc tôn túc ở trong giáo hội, để chúng ta thưa hỏi những điều hay lẽ phải, những sự vi diệu màu nhiệm thầm thâm cùng tột ở trong Phật giáo chúng ta thực sự khó mà có thể với được. Chúng ta đi tham vấn với các ngài để thưa hỏi thì dần dần chúng ta sẽ thấu hiểu được từng phần một thôi. Góp nhặt cát đá, quét sạch xoài bụi thì chân tâm sẽ dần dần hiển lộ ra mà thôi. Đó, cho nên cái trường hợp niệm Phật mà cả đời niệm Phật mà cuối cùng để cho cận tử nghiệp lôi vào con đường súc sinh hoặc là ba đường ác đó, tức là mình niệm Phật thì đang sai đường, phải xem xét lại. Niệm Phật mà mình vẫn tham sân si, tức là mình sân đang sai đường rồi. Đó. Các Phật tử chúng ta cứ tu, cứ phải nghe vào, hướng tâm mình vào nội tâm của mình. Muốn biết mình có tu đúng hay không thì hãy xem trước đây chúng ta chưa theo Phật mà chúng ta hay sân si, hay nóng giận. Từ khi theo Phật, niệm Phật đến giờ chúng ta giảm bớt đi thì đó là chúng ta đang tu đúng. Trí tuệ của chúng ta ngày một mở mang ra, tâm tính của mình ngày một hiền lương thuần hậu và hoan hỷ với mọi người, cái lòng từ bi của mình thương tưởng chúng sinh khổ nhiều hơn. Trước đây bữa nào cũng muốn phải có thịt có cá mới ăn cơm, nhưng bây giờ chúng ta nghĩ đến tất cả chúng sinh có mạng sống đều ham sống sợ chết như con người chúng ta thôi. Họ cũng có gia đình,
cũng có vợ chồng con cái, vân vân, cũng có mái ấm á, yêu thương á, tình cảm á, chân thành của họ chứ, không phải không có đâu các quý vị ạ. Chúng ta nghĩ xem con chó con mèo nó có tình cảm không? Có. Con cua con cá nó có tình cảm không? Cũng có. Con trâu con bò có tình cảm không? Có hết các quý vị. Đến như con kiến nó nhỏ như thế, chúng ta thấy nó có nhà không, có đàn không? Chúng ta thấy con kiến nó đi á, nó đi nó có gì? Nó có giữ gì trật tự tham gia giao thông, có khi nó còn tốt hơn Việt Nam, tốt hơn con người chúng ta. Chúng ta thấy nó đi theo hàng theo lối như vậy, nhưng nó có gì? Nó có cắn nhau không? Không có hàng theo lối nó đi như vậy, mà cái này có khi nó hàng triệu triệu năm rồi. Cái tham gia giao thông của con kiến nó còn văn minh như con người chúng ta rất là nhiều, từ lâu rồi cơ các quý vị ạ. Mình bây giờ mới khoảng độ mấy chục năm nay tham gia giao thông mới có đèn đỏ. Nhưng ở trong đây chúng ta thì có mấy người chúng ta chấp hành đèn đỏ thì dừng lại, đèn xanh mới đi. Ai cũng chấp hành được tuyệt đối không? Khó lắm. Nhìn ngược nhìn sau không thấy công an đâu là gì? Vọt. Đấy, chúng ta thấy không? Ý thức tham gia giao thông chúng ta đấy. Nhưng mà con kiến đó thì nó chờ nhau đi qua đi lại. Mình mới được chỉ có mấy chục năm nay thôi. Nhưng con kiến ấy, nó có cái hàng triệu năm, hàng tỷ năm rồi các quý vị. Đấy, chúng ta đừng nói rằng họ không có tri giác, không có tri thức, không có gì, gia đình có hết. Nhưng con người chúng ta không biết từ bao giờ chúng ta tự phong cho mình là con người là bậc tối tôn, là trung tâm của vũ trụ, là trung tâm của trời đất. Còn hơn cả trời, hơn cả đất nữa. Chúng ta là trung tâm, tức là gì? Cái nơi quan trọng nhất của trời đất, của vũ trụ. Đó. Vì vậy mà chúng ta tự cho mình cái quyền là tự sinh tự sát, quyền sinh quyền sát. Cho loại chúng sinh nào sống thì họ được sống, bắt chúng sinh nào phải chết thì họ phải chết. Chính vì vậy chúng ta mới thấy chúng ta, con người chúng ta, cõi sa bà của chúng ta này mới gọi là cõi gì? Sa bà kham nhẫn đó. Đau khổ, thánh phàm ở đồng cư phàm nhiều hơn thánh là như thế. Khổ nhiều hơn gì? Hơn vui, hơn sướng là như thế. Đó, cho nên các vị cứ hướng tâm vào trong. Xem mình tu đúng hay không là biết ngay. Mình tu sai thì sân si là vẫn cứ nổi, mặc dù tụng kinh một ngày 2-3 thời. Có những vị tụng một ngày 3 thời kinh Địa Tạng, mỗi thời là hết cả một cuốn quyển thượng của Trung Nguyên Hạ. Lên khoe với tôi là: bạch thầy, dạo này tự nhiên là con khản hết cả cổ, đau hết cả họng. Thế hỏi làm sao mà khản cổ đau họng? Và bạch thầy, từ khi con theo thầy nghe pháp, con phát nguyện tụng kinh tới nay là con đau hết cả cổ, khản hết cả họng. Thế tôi bảo đi khám chưa? Bảo đi khám rồi, họ bảo con là cái họng của con bây giờ là có vấn đề. Thế hỏi vấn đề là bị ung thư hay bị gì ạ? Bảo không, họ bảo là do con nói nhiều quá. Thế tôi bảo làm sao mà lại nói nhiều? Bảo bạch thầy, mỗi một ngày con tụng 3 thời kinh Địa Tạng, mỗi thời hết cả 3 quyển, thượng trung hạ là một thời. Thế tôi bảo là đấy, tu á mà không hiểu á thì cũng sinh bệnh là như thế. Thế nếu mà cơ thể, thân thể chúng ta và cái họng chúng ta nó yếu thì sáng tụng một quyển, thường chiều tụng quyển trung và tối tụng quyển hạ, dành thời gian mà niệm Phật nhẹ nhàng, tu nó phải thanh thản, phải an lạc chứ các quý vị. Tu lại mau gấp như thầy mong gấp như vậy, mỗi ngày làm 3 thời, nhưng mỗi thời cả 3 quyển luôn, thường trung hạ. Thế là đọc thì cứ đống thật to lên, đọc to lên, thế là gì? Nó giãn thanh quản, đau họng. Lên kêu với thầy: con chưa tu thì không sao, tu rồi bây giờ là con phải bị bệnh, có phải nghiệp không thầy? Tôi bảo không, cái này không phải là nghiệp, cái này là do các Phật tử tu hành là gì? Không nghe theo cái cơ thể của mình, thân thể của mình, sức khỏe của mình mà tu như vậy là tu nhanh, tu gấp như vậy cũng không được đâu. Sức của mình gánh được có 30 cân mà mình muốn gánh một tạ để cho gì? Cho mau hết cái đống này, cái đống đất, đống phân bên này để dọn sạch nhà cũng không được đâu.
sức có 30 cân thì chúng ta phải làm 3 chuyến nó mới hết. Làm một chuyến đi thì chết là phải thôi. Đúng không? Đó, cho nên hỏi là hỏi thầy có phải nghiệp không thầy? Tôi bảo không phải nghiệp. Mà đây là do gì? Hiểu không đúng. Tu không lượng sức mình. Tu muốn nhanh, muốn gấp cũng không được các quý vị ạ. Đó. Nó vừa phải thôi. Đó, giống như dây đàn đó, chúng ta lên căng quá rồi thì nó sao? Chưa vui đã đứt dây đàn đúng không? Đấy, chưa vui, chưa hát được đấy thì đứt mất dây đàn rồi còn đâu để mà hát nữa. Tức là tu chưa đến nơi đến chốn cái thân thể và mắc bệnh và thậm chí đã gì? Ỏ ý e, củ ơi, chết rồi. Đấy. Người ta đến người ta hát là củ ơi, sao cụ lại bỏ con bỏ cháu mà sớm đi về nơi đâu nhanh như thế, thì mình chết rồi. Đó. Đấy. Đây là cũng nói như vậy để nhắc nhở để cảnh tỉnh các Phật tử chúng ta vậy. Nếu mà chúng ta thì tu nhanh tu gấp quá như thế cũng không được. Mà giải đãi biến lười quá, bê trễ quá, 3-4-5 ngày cả tuần mới lên được một khóa tụng kinh, mà muốn cho nghiệp chướng nghiệp tiêu trừ hết một đời để con vãng sinh Tây Phương cực lạc, con thành Phật một đời, có được không? Cũng khó lắm, giống như dây trùng dây đàn mà gì nó trùng quá, nó cứ từng 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 từng, có đánh đàn được không? Cũng không được luôn. Đấy, nó phải vừa phải. Nhà Phật chúng ta gọi là đi theo con đường trung đạo, không quá nhanh cũng không quá gấp, không quá nhanh không quá chậm. Nó đi theo con đường ở trung đạo, đại khái thế. Cho nên ở đây chúng ta tu tập làm sao đó mà phải luôn luôn hướng tâm vào trong để xem mình tu có đúng hay chưa. Tu đúng thì phiền não ngày một vơi đi, sân si ngày một thì giảm đi, trí tuệ ngày một tăng trưởng, lòng từ bi yêu thương chúng sinh, yêu thương muôn người muôn loài ngày nó một gì tăng đi. Trước đây chúng ta đi ra đường cái chợ thấy con vật nó nhốt ở trong, người ta nhốt ở trong lồng, trong chậu, trong bu, trong rọ vân vân đó thì chúng ta thấy bình thường. Nhưng bây giờ chúng ta nhìn thấy, chúng ta khởi cái tâm gì thương xót, chúng ta niệm vài câu Phật hiệu để hồi hướng cho họ. Tâm chúng ta thầm ước nguyện chư Phật Bồ Tát gia trì độ cho những chúng sinh ấy, gia hóa những chúng sinh ấy, khiến cho họ gì đời sau và mãi mãi về sau không bị đọa lạc vào ba đường ác địa ngục ngạ quỷ súc sinh nữa. Đấy chính là gì? Tâm Bồ Đề phát khởi do mình tu đúng đường đúng pháp đó các quý vị. Đó. Trở sang chuyển sang một câu hỏi một Phật tử nữa. Nam mô Bản Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Con kính bạch thầy, con tên là Phạm Thị Nhiệm, địa chỉ xóm 5 Giao An Giao Thủy Nam Định. Con do tiền kiếp gây bao tội chướng lầm lỡ, nay mang thân hình xấu xí, đi đâu không ai hoan hỉ. Nay xin bái bạch được thầy hoan hỉ cho con xin cầu pháp ngữ trực tiếp. Con Phạm Thị Nhiệm, số điện thoại. Phật tử nói rằng do nghiệp chướng nhiều đời nhiều kiếp gây tạo cho nên đời nay thân thể xấu xí, đi đâu cũng bị người coi khinh. Phật tử này về nên xem cái bộ phim Ngọc Lâm Quốc Sư. Xem bộ phim Ngọc Lâm Quốc Sư, tiền kiếp của Ngọc Lâm Quốc Sư cũng gì? Cũng xấu xí lắm. Vừa xấu vừa đen, vừa lùn vừa lé, lại vừa bị mọc một cái biếu là to ở trên lưng. Nhưng đổi lại thì ông lại có trí tuệ tuyệt vời. Và đặc biệt là có đôi bàn tay tài hoa viết chữ rất đẹp. Viết chữ như rồng bay phượng múa. Nhưng mà thân thể thì lại quá xấu xí. Có cô tiểu thư dòng dõi vương tộc đến chùa lễ Phật nhìn thấy chữ câu đối và cái hoành phi mà phép thờ ở trên chùa đó các vị, đẹp quá. Cô ấy nhìn thấy chữ đẹp mà cô ấy, cô cũng là cái người
thích văn thơ chữ nghĩa, cho nên nhìn thấy chữ đẹp quá và cứ mường tượng là gì? Người viết chữ đẹp như thế này chắc chắn người đó phải là tướng hảo lắm, đoan trang lắm, chắc chắn là phải gì, cốt cách cho phi phàm, thân thể gì, thân tướng thì phải tuyệt trần. Cho nên cô về cô tương tư, chưa nhìn thấy người, nhìn thấy chữ thôi các quý vị mà đã yêu rồi, gọi là yêu gì, yêu yêu thầm nhớ trộm đúng không? Ở ngoài đời bây giờ người ta gọi là yêu gì ạ, tương tư đúng không, một mình mà tương tư, ngày này qua tháng khác. Cô tương tư không thể chịu đựng được, cô quyết định đến chùa mà hỏi mấy chú tiểu ở trong chùa. Dạ thưa chú tiểu, cái bức hoành đại tự, bức hoành phi đó, cái đại tự ở trên chùa là do ai viết đấy, đôi câu đối là do ai viết đấy? Thế chú tiểu mới nói là sư huynh ở trong chùa viết đấy. Nghe nói sư huynh trong chùa, cô thì mặt cô sáng ra, tâm cô là hoan hỉ vô cùng, biết cái chữ này chính là một vị sư ở trong chùa. Cho nên từ đó mà cô về, cô chịu khó đến chùa để cúng dường nhiều hơn. Nhưng việc đến chùa cúng dường nhiều không phải là vì cái tâm cầu đạo, mà vì muốn được thấy cái người ở trong gì, trong mộng của mình. Một hôm cô ấy đến, cô cúng mang đến thật nhiều, lấy cái cớ là thầy chủ trì đang kêu gọi tu sửa lại ngôi chính điện, tức là tam bảo đó. Cô mang lên thật nhiều vàng bạc châu báu để cúng dường. Và khi thầy chủ trì nhận và tiếp nhận rồi và mời ngồi uống nước, thì cô mới hỏi là ý khéo khéo với thầy chủ trì là không biết là ai viết cái bức đại tự với cái đôi câu đối ở trên chùa mà đẹp thế. Thầy chủ trì mới vội vàng mới nói là đấy, đệ tử của tôi viết như thế, pháp danh như thế như thế, thầy viết. Thế cô mới nói là bạch hòa thượng, vậy không biết là con muốn xin mấy chữ, anh khéo lắm chứ, con muốn xin mấy chữ của đệ tử của hòa thượng để con về con gì ạ, con treo ở trong cái phòng thờ Phật của con có được không? Hòa thượng nghĩ trong bụng, ôi cái tiểu thư thiên kim tiểu thư mà có tâm cũng dường như vậy thì nó tốt rồi, bây giờ là còn thờ Phật là còn muốn xin chữ để thờ để ở trong nhà nữa thì càng tốt chứ sao. Bảo đệ tử thì giả của mình đi sang đằng sau gọi sư huynh con lên viết cho gì tiểu thư mấy chữ con. Tiểu thư nghe trong lòng mừng khấp khởi, nghĩ rằng mình sắp được gặp người trong mộng rồi. Chờ một chút thì thấy này, một vị sư lưng còng có biếu gì to ở sau lưng, mà thằng cái biếu nó đè nặng còng hết cả cái lưng vị sư. Mặt mũi thì nhìn như là quỷ giả xoa. Cô ấy sợ quá, cô ấy rụt người vào. Thì hòa thượng mới bảo là gì, không sao, đây là gì, đệ tử của tôi, đây chính là vị sư sẽ viết chữ cho gì, cho tiểu thư đấy. Cô ấy vỡ mộng. Cô ấy vỡ mộng và cô gì, cô về cô buồn quá, về cô ốm gì, cô ốm bệnh và cô gì, cô chết. Cô ốm bệnh và cô chết. Sau khi cô ấy chết thì chúng ta biết tiếng lành đồn xa, tiếng dữ đồn xa. Chuyện đó không được mấy cô người hầu nó nói với gì, với vương gia, tức là với bố của cô tiểu thư ấy. Cho nên thì vương gia đùng đùng nổi giận và trách mắng chư tăng trong chùa. Chư tăng trong chùa thì lúc đó đổ hết lên đầu của cái vị sư ấy, trách mắng. Ai cũng trách mắng, duy nhất có sư phụ thì không nói gì. Vì sư phụ là bậc cao tăng đắc đạo rồi, cho nên biết cái nghiệp và cái nhân quả của đệ tử của mình rồi, cho nên không nói gì. Còn sư huynh, sư đệ thì trách mắng hết, ăn trách mắng bảo. Sư huynh thì bảo tại đệ, sư đệ thì bảo tại huynh mà. Làm cho cô tiểu thư thì kia phải gì, phải chết. Làm cho ngôi chùa của chúng ta mất đi một gì, một đại thí chủ. Làm cho cái việc xây dựng chùa chiền và hộ pháp của chùa sau này thì cũng gặp phần khó khăn, vân vân.
Cho nên cái vị sư đó tức quá, đi ra sau vườn, lấy cái dây thừng treo lên cây mít và muốn là gì? Kết liễu đời mình, là tự tử đó, mình là treo cổ tự tử đó. Thì công việc xong xuôi hết rồi, chỉ có mối gì? Trèo lên ghế rồi buộc thắt dây vào cổ, thì chỉ có mối gì? Hất cái chân một cái là 3 phút sau là về thế giới bên kia thôi. Nhưng mà may á, sư phụ biết được, cho nên lúc đó sư phụ đi ra và gì? Mắng đệ tử của mình, là nói rằng con đang làm gì đấy. Đệ tử khóc òa lên bảo thưa sư phụ ạ, cho con xin sám hối, con biết con có lỗi rồi, cho nên thôi cho con là xin sám hối, con để cho con lấy cái chết để con tạ tội với thì sư phụ và với thì với tăng đoàn, với chư huynh đệ ở trong chùa, vì con mà tăng đoàn mà các sư ở trong chùa phải chịu lời giảm pha và chịu cái lời khinh miệt của mọi người vân vân, xin cho con chết. Sư phụ mới bảo là nếu mà con chết, con nghĩ là con hết khổ thì con cứ chết. Nên trong kinh Phật nói trước khi chết mà con chưa hết khổ thì sau này con vẫn cứ tiếp tục con khổ, mà thậm chí đời nay con khổ một phần, đời sau con khổ còn gì gấp bội phần. Đệ tử nghe như vậy sợ quá, mới buông dây ra, mới bạch với sư phụ: bây giờ thì con phải làm thế nào? Sư phụ mới dạy con á, giống như người tu hành á, phải giống như người gì? Người mặc áo trắng, không may bị ngã, bùn đất nó dính, phân dơ nó dính đầy vào đó, thì phải đem... Người mà thông minh á, thì phải đem giặt rũ sạch sẽ nó đi, rồi mặc lại nó lại trở lại bình thường thôi. Còn nếu bảo gì, nó ngã nó bẩn rồi, dính bụi bẩn rồi mà đem vứt hết bỏ đi để cởi trần trùng trục, thì chúng ta thấy là như thế nào? Đấy là người thông minh, là người gì? Si mê ngủ tối. Đệ tử nghe thầy giáo hóa như vậy liền là gì? Quỳ xuống sám hối và bạch với sư phụ: bây giờ thì bạch sư phụ, con phải làm như thế nào? Sư phụ bảo rằng có lỗi thì phải sửa, biết mình có lỗi thì sửa, biết mình thiếu chỗ nào, yếu chỗ nào thì phải bổ sung nó vào. Con do gì? Là một người có trí tuệ, có tài, nhưng mà thân tướng là gì? Lại xấu xí. Do đời trước con là gì? Vốn cũng là một người tu hành trụ trì một ngôi chùa, nhưng mà do lòng tham, do lòng kiêu căng và ngã mạn, cho nên đời nay kiếp này tuy được thân người, tuy được làm tăng, tuy được xuất gia trong chùa, nhưng mà thân tướng của con gì? Xấu xí như vậy. Nay con muốn được cái tướng tăng hoàn mỹ, đời đời kiếp kiếp sinh ra được đường đường tăng tướng, chúng mạo khả quan, nghi đoan biểu chính vân vân đó, thì con phải gì? Tụng kinh dược sư đi. Hay đệ tử nghe vậy, tức là xin sư phụ là đi vào nhập thất tụng kinh dược sư. Và hết kiếp đó, sang kiếp sau, sinh ra được thân tướng trang nghiêm đẹp đẽ, chính là gì? Là hậu thân của vị sư xấu xí kia, chính là gì? Là Ngài Ngọc Lâm Quốc Sư đó các quý vị. Vừa trí tuệ, vừa ở ngoài đời người ta gọi là gì? Điển trai, đẹp trai hả? Nhưng trong nhà chùa của chúng tôi thì gọi là gì? Tướng hảo, hay là hảo tướng. Đấy. Hôm qua có Phật tử lên lễ xong rồi. Dạ con 3 năm trời con không lên chùa được, nhưng mà lên đây mới nhìn thấy thầy vẫn đẹp trai lắm. Mệt lắm, không biết Phật tử đây còn nữa không? Phật tử Hà Đông đây, Phật tử Hà Đông đây. Ai lại đi khen thầy đẹp trai lắm thế thì chết. Nhà chùa chúng ta muốn khen các quý thầy á, thì phải khen là gì? Thay bằng cái từ đẹp trai, nó là gì? Hảo tướng. Hảo tướng tức là gì? Tướng tốt, hiện lên trên nét mặt trên vân vân. Hảo tướng. Ai khen các sư đẹp trai là nguy đấy. May là cụ ấy cũng hơn 70 gần 80 đến nơi rồi chứ.
Cụ mà 18 đôi 10 mà khen thầy đẹp trai thì chắc chết thôi. Nguy hiểm. Đấy, lần sau đây nói vui thế này, các Phật tử chúng ta lần sau muốn khen các sư á, thì hay muốn chúc các sư á, thì phải chúc các thầy và khen các thầy gì? Tướng hảo hoặc là hảo tướng. Chứ không khen quan chúc cho các thầy đẹp trai xinh gái á, sống thọ trăm năm là không nên. Ngoài đời chúng ta mới là đẹp trai, mới là xinh gái. Còn trong chùa thì gọi là hảo tướng. Đấy, cho nên đối với Phật tử này thì thầy khuyên là cũng có thể là tụng kinh Dược Sư hoặc kinh Địa Tạng, kinh Phổ Môn, bất cứ kinh gì mình phát nguyện mình chỉ vẫn được. Nhưng đặc biệt á, trong phòng á, trong cái nhà mình á, trên ban thờ á, hoặc là trong một nơi nào trang nghiêm trong nhà mình, nên treo một cái bức ảnh thật đẹp của Đức Phật, của Đức Phật A Di Đà, Đức Phật Thích Ca, Đức Phật Dược Sư vân vân, hay là Bồ Tát Quan Âm, Bồ Tát Địa Tạng, tùy theo có duyên với chư Phật Bồ Tát nào đó mà chúng ta thấy gì có duyên nhất á. Có duyên nhất thế là sao? Tức là chúng ta thích nhìn thấy cái tôn tướng của chư Phật Bồ Tát đấy mà chúng ta thấy hoan hỷ á. Tức là đó, tức là chúng ta có duyên. Chúng ta nhìn thấy Đức Phật nào hoan hỷ. Nhưng mà có vị là gì? Chỉ thích cái nhìn thấy ảnh của Đức Phật Di Đà thôi. Nhưng có vị thì chỉ nhìn thích nhìn đấy ảnh Đức Phật Thích Ca thôi. Có vị thì chỉ thích nhìn thấy ảnh của Đức Phật Dược Sư thôi, vân vân chẳng hạn. Cứ nhìn thấy ảnh Phật Dược Sư chẳng hạn là hoan hỷ. Tụng kinh Dược Sư thì hoan hỷ, niệm danh hiệu Đức Phật Dược Sư thì hoan hỷ. Thì chúng ta phải biết những vị đó là vô lượng kiếp là đã kết duyên với gì? Với Đức Phật Dược Sư rồi. Ngược lại, Đức Phật Di Đà, Thích Ca vân vân hoặc các chư vị Bồ Tát cũng đều như thế. Đó gọi là gì? Nhân duyên thầy trò. Nhiều đời nhiều kiếp với nhau rồi, nay gặp lại bỗng nhiên sinh tâm gì? Hoan hỷ. Hoan hỷ, đại hoan hỷ. Đó. Không biết các vị thế nào, nhưng thầy thì thấy Đức Phật nào thầy cũng hoan hỷ. Thấy Đức Phật nào cũng hoan hỷ, rất hoan hỷ. Thấy các vị Bồ Tát nào, đại Bồ Tát nào cũng hoan hỷ, đại hoan hỷ. Không biết là gần các cụ ấy lâu chưa, hay là đời nay kiếp này mới gần, mới gặp. Nhưng mà thực sự trong lòng thấy tranh ảnh tôn tượng chư Phật Bồ Tát, thấy ngày nào cũng hoan hỷ, rất hoan hỷ. Cho nên bảo thầy tụng kinh Dược Sư, thầy cũng hoan hỷ. Bảo tụng kinh Pháp Hoa cũng hoan hỷ, bảo tụng kinh A Di Đà cũng hoan hỷ. Bảo thầy học duy thức để gieo duyên với Bồ Tát Di Lặc cũng hoan hỷ, vân vân. Người nào cũng thấy hoan hỷ hết. Nhưng chúng ta thì cứ tùy duyên. Chúng ta thấy thì chúng ta hoan hỷ với thân tướng của Đức Phật hoặc Bồ Tát nào, vị Bồ Tát nào chúng ta treo cái ảnh, mà phải ảnh thật đẹp. Chúng ta ngắm tướng hảo của Ngài, đặc biệt là Phật tử này, ngắm tướng hảo của mà Ngài đi ra, nhìn thấy Ngài thì giơ tay xá một khá, mỉm miệng cười thật tươi, và nguyện gì? Khi con xả bỏ báo thân này, đời đời kiếp kiếp về sau, nguyện con đều được thân tướng trang nghiêm đẹp đẽ tướng ảo như Ngài. Nào, cứ như thế cho thầy, tu như thế cho thầy, đến khi xả bỏ báo thân nữa, đời sau nếu mà còn phải chịu cái thân tướng xấu xa như kiếp này nữa thì thầy chịu thay cho. Thôi thì dù sao Phật tử này cũng biết là gì, do nhân là ác, do tiền kiếp mình gieo, cho nên đời nay thân thể mới gì, mới xấu xí, mọi người đi đâu ai nhìn thấy cũng ghét, cũng không muốn gần như vậy. Nhưng thôi đừng có buồn. Tôi đấy, thầy vào là về xem bộ phim của Ngài Ngọc Lâm Quốc Sư là để như thế. Ngài Ngọc Lâm Quốc Sư, Ngài cũng gì, ngày xưa cũng quấn, túng quấn và gì, và phấn uất mà đến nỗi phải chuẩn bị treo cổ tự tử rồi. Nhưng mà được thầy gì, giác ngộ cho mà tu tập đó, đời sau kiếp sau lại được thân tướng trang nghiêm, lại giỏi về Phật Pháp, lại được xuất gia trở thành quốc sư, là thầy của vua nữa, là thầy của vua Càn Long đó các quý vị. Không phải đơn giản. Mà Càn Long chúng ta biết, chúng ta nếu ngày xưa đi học lịch sử, chúng ta học lịch sử thế giới, học lịch sử Trung Quốc, chúng ta biết Càn Long là một vị vua rất là giỏi.
Nhưng mà gì? Là phải bái gì? Ngọc Lâm á, làm thầy, và Suy Tôn á, ngài Ngọc Lâm á, làm gì? Làm quốc sư. Tức là thầy của gì? Của cả một đất nước, chứ không phải là thầy mình ông vua không. Chúng ta thấy đó. Và ngài chính là một bậc cao tăng á, đắc đạo á, lúc bấy giờ của Phật giáo Trung Hoa. Cho nên trường hợp này thì thầy khuyên Phật tử này cứ chiêm bái tranh ảnh tôn tượng của chư Phật Bồ Tát nào vị này thấy hoan hỷ đó, thì chiêm bái sáng trưa chiều tối một ngày 5-7 lần vào, cứ đi qua nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng của ngài xá một xá và mỉm cười. Mùng một ngày rằm á, thì nếu không có điều kiện thì chỉ cần một bông hoa thôi cũng được, dâng lên cúng trước tranh ảnh tôn tượng của ngài, bông hoa cỏ dại cũng được các quý vị. Cốt là ở gì? Tâm thành. Dâng hoa cúng dường thì đời đời kiếp kiếp sinh ra được tướng hảo trang nghiêm đẹp đẽ. Đó. Nhìn các Phật tử thế này là đại đa số tướng hảo. Chắc là đời trước kiếp trước cúng hoa thật nhiều đấy mà. Hoặc là nhìn thấy tranh ảnh tôn tượng chư Phật Bồ Tát chúng ta sinh tâm hoan hỷ, đại hoan hỷ đấy mà. Đó. Làm được cái điều đó thì chúng ta được như vậy. 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 Điều đó thì... Thái tử bị đầy lên núi Văn Ca. Các vần kệ sau đây giải thích việc này. 48. Ngươi hãy đi nhanh và bảo Vương Nhi, lời ta nhắn thần dân đầy căm phẫn, và tất cả đều đồng lòng chấp thuận. 49 và 50. Uột Ga Vương Tử Vệ Xá La Môn, Quảng Tượng Quảng Xa Lính Bộ Vệ Quân, tất cả dân thôn quê cùng thành phố đã cùng nhau kéo về đây rầm rộ. 51. Sau khoảng thời gian chỉ một đêm nay, khi bình minh vừa ló dạng ngày mai, toàn dân chúng sẽ cùng nhau tụ họp và sẽ đuổi Vương Nhi ra khỏi nước. 52. Sứ giả này được lệnh chúa Si Vi, liền vội vàng đem sứ mạng ra đi, cởi con voi có mang đầy gươm giáo, ngát dầu thơm và rỡ ràng xiêm áo. 53. Tẩm ướt đầu vòng ngọc mỗi bên tay, gã lên đường đến thành thị tuyệt vời, nơi thái tử Vesantara ngự. 54. Gã nhìn ngắm hạnh phúc sao vương tử, cư trú trong lãnh thổ thật bình yên, như Vasava, chúa tể chư thiên, chung quanh ngài quần thần đang hầu hạ. 55. Gã đến nơi thật nhanh chân vội vã, và đến bên thái tử, gã thưa trình: Tâu đại vương, tin mang đến chẳng lành, xin ngài chớ vì hạ thần phẫn nộ. 56 và 57. Kính lễ ngài với bao hàng lệ đổ, gã thưa trình lên với đấng vương quân: Với hạ thần, ngài là bậc chủ nhân, và ngài đã ban hạ thần tất cả. Nhưng giờ đây thần phải tâu ngài rõ, tin chẳng lành xin chúa thượng bình tâm. 58. Dân thị thành cùng tất cả toàn dân đồng một lòng nổi lên cơn thịnh nộ. Uột Ga Vệ Xá La Môn Vương Tử. 59. Quảng Tượng Quảng Xa Vệ Sĩ Bộ Binh, dân làng quê cùng dân chúng thị thành nay rầm rộ kéo về đây đồng loạt. 60. Sau khoảnh khắc một đêm nay thấm thoát, khi bình minh vừa đến rạng ngày mai, đã quyết lòng đến từng đám đông người và sẽ đuổi ngài đi xa xứ sở. Bậc đại sĩ nói: 61. Sao với ta, thần dân đang phẫn nộ vì ta không thấy phạm lỗi lầm chi. Này bạn hiền, hãy nói thử ta nghe, sao dân chúng muốn đuổi ta xa xứ? Sứ giả đáp. 62 và 63. Uột Ga Đạo Sĩ Quảng Xa
Vương Tử, Quảng Tượng, Vệ Quân, Vệ Xá, Bộ Binh, kéo về kinh và nổi trận Lôi Đình về việc Ngài đã đem cho báu vật, cho nên định đưa Ngài ra tống xuất. Nghe vậy, bậc đại sĩ đầy hân hoan đáp: 64. Chính mắt và tim ta cũng muốn cho, sao chẳng cho gì không phải của ta, hoặc vàng ròng, hoặc kho tàng đá quý, hoặc ngọc trai hay bảo châu tuyệt mỹ. 65. Nếu có người nào đi đến hỏi ta, ta sẽ cho luôn cả tứ chi mà, lòng chẳng ngập ngừng dù trong phút chốc, trong phát ban chính là niềm hoan lạc. 66. Nay thần dân xin cứ đuổi ta ra, nay thần dân xin hãy cứ giết ta, hoặc cứ chặt thân ta thành bảy khúc, song bố thí ta vẫn còn tiếp tục. Khi nghe vậy, sứ giả lại nói lên: không phải thông điệp của vua cha hay của thần dân, mà chính là lệnh phát xuất từ tâm của gã. 67 và 68. Đây là ý nguyện của dân chúng Suy Vi. Họ bảo thần đến nói chúa công nghe, ở bên đồi Aranjara ấy, có dòng suối Konti Mara chảy, đến miền kia chúa thượng hãy đăng trình, nơi kẻ lưu đày vẫn phải du hành. Tương truyền gã nói điều này theo gợi ý của một vị thần. Nghe vậy Bồ Tát đáp: tốt lắm, ta sẽ đi theo con đường mà những kẻ phạm tội phải đi. Nhưng dân chúng không đuổi ta vì một tội nào cả, mà họ đuổi ta vì sự bố thí voi báu. Do vậy, ta muốn làm lễ đại bố thí 700 món nữa, và ta xin dân chúng gia hạn cho ta một ngày vì việc ấy. Ngày mai ta sẽ bố thí, và ngày kế ta sẽ đi. 69. Vậy ta sẽ đi cùng con đường ấy, như những kẻ xưa nay làm việc quấy. Nhưng trước tiên để bố thí cúng dường, ta mong dân cho phép một ngày trường. Vị sứ giả đáp: tốt lắm, thần sẽ trình việc này với dân chúng. Khi người ấy đi rồi, bậc đại sĩ triệu một tùy tướng của ngài đến và bảo: ngày mai ta sẽ làm lễ bố thí, gọi là lễ bố thí 700 món. Khanh hãy sắp đặt sẵn sàng 700 voi, cùng 700 ngựa, xe, con gái, bò cái, nam nô, nữ tỳ, và đủ mọi thức ăn uống, ngay cả rượu nồng, đủ mọi vật xứng đáng đem bố thí. Như vậy, sau khi đã chuẩn bị đại lễ bố thí 700 món, ngài bảo quần thần lui về. Rồi một mình ngài đi đến cung thất vương hậu Mati. Tại đó, trong lúc ngồi trên vương tọa, ngài bảo nàng: bậc đạo sư miêu tả việc ấy như sau. 70. Như vậy, cùng với Mati vương hậu, tuyệt thế công nương này, vua phán bảo: những thứ gì ta đã tặng cho nàng, các đồ dùng, lúa gạo, hãy canh phòng. 71. Hoặc vàng, ngọc quý, cùng nhiều kho báu, hồi môn vương phụ, tìm nơi chôn giấu. 72. Rồi Mati đã đáp lại quân vương: nàng chính là vì tuyệt thế công nương, thiếp sẽ kiếm nơi đâu tâu chúa thượng, xin cho biết chỗ nào chôn giấu chúng. Vua Vesantara đáp: 73. Hãy đem phân phá của cải kho vàng, tương xứng với điều lợi ích cho nàng, không nơi nào an toàn hơn nơi đó. Chính điều này ta vẫn thường biết rõ. Nàng chấp thuận, và ngài còn khuyên giáo nàng thêm theo hướng này. 74. Hỡi Mát Đi, hãy yêu quý con nàng, cùng phụ vương mẫu hậu của phu quân. Đối với người sẽ là chồng nàng đó, nàng hãy sẵn sàng hết lòng phục vụ. 75.
Còn nếu không ai muốn hỏi cưới nàng, sau khi ta đã khuất bóng trên đường, hãy tìm một phu quân cho nàng nữa, nhưng nàng đừng sống cô đơn tàn úa. Lúc ấy, Maddy nghĩ thầm, ta tự hỏi tại sao Vaishantara lại nói một điều như vậy với ta. Và nàng hỏi ngài, tâu chúa thượng, tại sao ngài nói với thần thiếp những điều không nên nói? Bậc đại sĩ đáp, này vương hậu, dân chúng Si Vi phẫn nộ vì ta đã bố thí con voi báu, nên muốn đuổi ta đi ra khỏi đất nước. Vậy ngày mai ta sẽ làm lễ bố thí 700 món, và ngày kế đó ta sẽ rời kinh thành. Và ngài ngâm kệ 76. Ngày mai đi vào khu rừng hoang dã, bị bầy thú săn mồi đến tấn công. Ai biết chăng ta còn sống được không? 77. Rồi đáp lời nàng Maddy diễm lệ, nàng chính là vị công nương tuyệt thế. Không phải đâu, lời nói thật bảo tàng, đừng nhẫn tâm nói điều ấy thưa chàng. 78. Tâu chúa công chẳng chút nào thích hợp, nếu chỉ riêng chàng ra đi đơn độc, dù cuộc du hành chàng sẽ tới đâu, thiếp cũng xin nguyện cất bước theo hầu. 79. Cho thiếp chọn ở cùng chàng để chết, hoặc là sống phải xa chàng ly biệt. Chết là điều thần thiếp ước mong làm, nếu thiếp không được sống ở bên chàng. 80. Hãy đốt lên ngọn lửa hồng đỏ rực, ngọn lửa nào thật hung tàn đệ nhất. Thà thiếp chết kia trong ngọn lửa hồng, vẫn còn hơn thiếp phải sống xa chồng. 81. Cũng như ở phía sau mình voi nọ, vẫn thường thấy một nàng voi là vợ, di chuyển qua các đèo, núi hay rừng, trên dốc gồ ghề hay mặt đất bằng. 82. Cùng các con thiếp sẽ theo chàng mãi, đi bất cứ nơi nào chàng dẫn lối, thiếp sẽ không làm gánh nặng cho chàng, cũng không đòi chàng vất vả kiếm ăn. Cùng với những lời này, nàng bắt đầu ca tụng miền tuyết sơn, như thể nàng đã thấy cảnh ấy tận mắt. 83. Khi chàng thấy các con chàng xinh đẹp và nghe lời chúng chuyện trò tiếu tít trong khu rừng xanh tốt với muôn hoa, chàng sẽ quên một thuở đã làm vua. 84. Khi nhìn thấy con xinh tươi chạy nhảy và nghe lời chúng chuyện trò vang dậy trong khu rừng xanh tốt với muôn hoa, chàng sẽ quên một thuở đã làm vua. 85. Khi chàng thấy các con thơ xinh đẹp và nghe lời chúng chuyện trò tiếu tít trong ngôi nhà diễm lệ của đôi ta, chàng sẽ quên một thuở đã làm vua. 86. Nhìn thấy cá con thơ chơi mãi miết và nghe lời chúng chuyện trò tiếu tít trong khu rừng xanh tốt với muôn hoa, chàng sẽ không còn nhớ thuở làm vua. 87. Khi nhìn cá con điểm trang rực rỡ và ngắm chúng đem về bao hoa nở trong ngôi nhà diễm lệ của đôi ta, chàng sẽ không còn nhớ thuở làm vua. 88. Khi nhìn cá con chơi đùa rộn rã và ngắm chúng đem về bao hoa lá trong ngôi nhà diễm lệ của đôi ta, chàng sẽ quên một thuở đã làm vua. 89. Khi chàng thấy cá con đang nhảy múa và mang về những vòng hoa rực rỡ trong ngôi nhà diễm lệ của đôi ta, chàng sẽ quên một thuở đã làm vua. 90. Khi chàng ngắm chúng chơi đùa nhảy múa và đem về những vòng hoa rực rỡ trong ngôi nhà diễm lệ của đôi ta,
chàng sẽ quên một thuở đã làm vua. 91. Ông voi già có tuổi chừng 60, phiêu bạc lang thang, hoàn toàn cô độc, trong khu rừng đầy cỏ mọc hoang sơ, sẽ khiến chàng quên một thuở làm vua. 92. Ông voi già có tuổi chừng 60, về buổi chiều vẫn lang thang cô độc và ra đi vào buổi sáng tinh mơ, sẽ khiến chàng quên một thuở làm vua. 93. Khi chàng ngắm ông voi già trưởng thượng, đem theo cả đàn voi con tùy tướng, voi 60 và nghe tiếng thét to, chàng sẽ quên một thuở đã làm vua. 94. Khi chàng ngắm bầy thú hoang gầm rống, cùng mọi vật mà lòng chàng ước vọng, và không gian rộng rãi của rừng thưa, chàng sẽ quên một thuở đã làm vua. 95. Đàn hươu nai kéo về lúc chiều tối, nhảy nhót múa may từng bầy ếch nhái, và nơi nơi nở rộ cả muôn hoa, chàng sẽ quên một thuở đã làm vua. 96. Khi chàng nghe suối sông reo ào ạt và biết bao loài thần tiên ca hát, tin thiếp đây chàng sẽ chóng quên là có một thời chàng đã được làm vua. 97. Khi chàng nghe tiếng cú mèo đang hú trong hang sâu chốn núi rừng cư trú, chắc chắn rằng chàng sẽ chẳng nhớ ra có một thời chàng đã được làm vua. 98. Loài trâu rừng cùng với loài tê giác làm cho cả khu rừng vang tiếng nhạc, loài cọp beo và sư tử gầm gừ, khiến chàng quên một thuở đã làm vua. 99. Khi chàng thấy trên non cao chót vót, chim công trống múa men và nhảy nhót, trước cả bầy công mái thật nên thơ, chàng sẽ quên một thuở đã làm vua. 100. Nhìn công trống noãn sinh kia nhảy múa, xòe đôi cánh đẹp huy hoàng rực rỡ, trước cả bầy công mái thật nên thơ, chàng sẽ quên một thuở đã làm vua. 101. Chim công trống với cổ màu xanh đỏ, nhìn công trống vụt lên và nhảy múa, trước cả bầy công mái thật nên thơ, chàng sẽ quên một thuở đã làm vua. 102. Khi núi rừng ở vào mùa đông giá, chàng ngắm nhìn các cây hoa rộ nở, các mùi hương ngào ngạt nhẹ nhàng đưa, chàng sẽ quên một thuở đã làm vua. 103. Khi núi rừng ở vào mùa đông giá, chàng ngắm nhìn các cây hoa rộ nở, hương sen, bimbajala, kutaja thoảng đưa, chàng sẽ quên một thuở đã làm vua. 104. Khi núi rừng ở vào mùa đông giá, chàng ngắm khu rừng muôn hoa đua nở và hoa sen rộ nở ở quanh ta, chàng sẽ quên một thuở đã làm vua. Như vậy, Maddy đã ca tụng vùng tuyết sơn qua các vần kệ này như thể nàng đang sống ở đó. Đến đây, chấm dứt lời ca tụng cảnh tuyết sơn. Himavanta Vanana Nana Nana Nana.